Rạch Giá quê tôi xin chào cả nhà nhé. Lúc này là 19 giờ đêm, mùng 1 Tết, tôi quay lại con đường phố biển Rạch Giá, cho cả nhà cùng xem nhé. Phía bên trái là một khu chợ đêm Phú Cường, về đêm chợ rất đông vui mọi người đến đây mua sắm. Còn phía trước cả nhà đang nhìn thấy, đó là cổng chào khu đô thị Phú Cường, ở thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Nhìn bên phải có khu vui chơi giải trí cho trẻ em, bên cạnh đó ở đây có nhiều cửa hàng quán, bán nhiều đồ ăn thức uống, được nhiều bạn trẻ đến đây. Còn phía bên trái là khu công viên nhạc nước, nước bắn vụt lên cao theo điệu nhạc, theo đó là nhiều ánh đèn màu sắc, rực rỡ sáng theo điệu nhạc. Nhìn về bên phải đây là quán cà phê, tên gọi là Sophia, quán có không gian, rộng, đẹp thoáng mát. Còn đây là vòng xoay Phú Cường, rất nhiều đèn LED màu sắc rực rỡ về đêm, một nơi dừng chân, ghé lại chụp hình check-in, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây là dãy nhà phố Shop House, cũng là một địa điểm ăn uống rất là ngon. Và rồi nơi này là đảo Phú Gia, là dự án lớn biển, thuộc khu đô thị Phú Cường Kiên Giang, với diện tích 30 hectare, một địa điểm vui chơi, giải trí, và có nhiều dãy phố nhà biệt thự siêu đẹp tại đây. Đây là con đường góc phố ẩm thực, một nơi lý tưởng dừng chân nghỉ mát, thưởng thức những món ăn, nước uống ngon, đẹp lạ tại đây. Và rồi đây là bến du xuân Phú Cường, được trang trí gồm nhiều cụm tiểu cảnh, các loại hoa khác nhau, bên cạnh đó cũng có rất nhiều ánh đèn, màu sắc rực rỡ, tô lên nét đẹp về đêm tại đây. Thank you.
đây là quán karaoke Rolux. Trong dịp Tết này ở công viên đi bộ đảo Phú Gia, có một đoàn ca hát lô tô và nhiều trò chơi giải trí được tổ chức tại đây, thu hút rất nhiều du khách đến đây, như cả nhà nhìn thấy, rất đông mọi người vui chơi ở đây. Vì lý do bản quyền âm nhạc nên tôi đã tắt tiếng một đoạn video chỗ này, mong mọi người thông cảm. Tầm giờ này tôi thấy đường phố, khu ăn uống ẩm thực, rất đông mọi người đến đây, đường phố về đêm nơi này giờ náo nhiệt, quá cả nhà ơi.
hai bên đường này có rất nhiều cửa hàng, bán nhiều loại đồ uống và thức ăn nhanh, tại đây cũng là một địa điểm lý tưởng ăn uống. Còn đây là quảng trường Trần Quang Khải, rộng lớn nhất ở thành phố Rạch Giá, là một nơi vui chơi, giải trí, đặc biệt nơi này có cho thuê xe điện, như cả nhà nhìn thấy có rất nhiều xe điện, đủ màu sắc sáng rực rỡ được các bạn trẻ điều khiển chạy trên quảng trường, không chỉ vậy trong các dịp lễ hội nơi này còn tổ chức ca hát, có sức chứa 2.000 người.
Và rồi kênh Rạch Giá Quê Tôi xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ kênh Rạch Giá Quê Tôi nhé.